Xin chào đón anh em tất cả cho anh em những người yêu cây và đặc biệt là trong những ngày cuối tuần này, chiến sự xin gửi đến toàn thể quý vị những người đam mê có nhiều niềm vui hạnh phúc và chuẩn bị bước sang ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam. Tiến sự xin thay mặt cho những người làm chương trình cũng như là những người yêu cây xin được gửi đến một nửa thế giới bên kia. Chúc cho chị em luôn luôn có được niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi gia đình. Và bây giờ thì tiến sự vẫn đang thực hiện ở tại vườn của bác Phú, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Và phía sau lưng tiến sự là một trong những cây xanh cũng rất giá trị cho những năm đỉnh cao của cây. Và đây là một trong những cây rất già và đẹp. Và tất nhiên cho đến thời buổi bây giờ thì cũng cần phải cô đọng lại những cây đẹp. Và ta có thể cũng phải vẫn phải bớt đi. Mặc dù nếu như bình thường chơi một cây như thế này là quá đẹp rồi, nhưng mà những người chơi kỹ thì lại muốn nó đẹp nữa. Vì vậy mà cũng cần phải có sự đột, có bàn tay con người vào thêm. Và bây giờ thì trước khi làm thì tôi cũng sẽ ghi hình gửi đến quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng một tác phẩm mang tên Phụ Tử, xin lỗi là Mẫu Tử. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới. Và số điện thoại của tiến sự là 0977 722 623. Và bây giờ thì không để quý vị phải chờ lâu nữa, tôi sẽ ghi hình về tác phẩm này. Ở hiện nay bóng nó khá rộng, nó khoảng trên 2 mét. Từ rễ cũng đã, từ rễ lên đến dăm là rất già các bạn nhé. Đây là phía mặt sau. Ở phía bên cạnh một cây xanh cũng rất dài. Và như các bạn thấy, bây giờ thì người ta không thích có hai cái tay hai bên ngang nhau. Ồ, các bạn thấy có hai cái tay này. Và tôi sẽ lọc, có thể chỉ để một bên.
Chúng tôi xoay hướng rồi các bạn nhé, và đã cắt, các bạn thấy là nó, cái bóng của nó là trên 2 mét, nhưng bây giờ chúng tôi thu gọn lại rồi. Một trong những cây xanh được mang tên mẫu tử. Các bạn xem tiếp tục một tác phẩm bên cạnh, tôi cũng lại có những nhát cắt thay đổi cây. Hả? Có quả cáo hộ không? À. Nói lộp ra như thế. Nhìn cây này thích không bác? Đẹp, cái này đẹp thế. Ừ, đẹp thế, đúng chữ đẹp thế. Quả cáo hộ, như trước ta mà ai bảo quả cáo. Rồi. Ba vòng, một vòng ít quá. Ba vòng cơ à? Vâng, các cụ bảo rồi cái gì cũng phải ba. Đấy. Đấy. Bác này là một trong những bác. Đấy. Nói ngay giờ cây đinh lăng cứ đánh lên chậu mà ví dụ như gốc nó bằng này. Ngọ kia chứ.
Không đây nó lấy trực tiếp vào bát đây. Dân chưa biết cái dâm bừa hay là xanh gì. Các bạn thân mến, cây này các bạn thấy là nó có một cái đường bó này ra đây và nó rất là rớt và trông nó rối mắt các bạn ấy. Ta có thể cắt đi. Mặc dù là đây là một trong những cây già, tuy nhiên thì nó là hàng rễ nhiều. Trông nó rất là rối. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, tác phẩm xanh quê nhưng chất chậu và có tuổi đời là khá cao. Mẫu tử, tác phẩm mang tên là Mẫu tử, chúng tôi cô đọng lại. Ở trước là bóng nó rộng khoảng trên 2 mét. Và chúng tôi đã cắt bớt đi và xoay lại hướng. Ở tại vườn Bắc Phú, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Và lúc này thì thời tiết cũng bắt đầu tối rồi. Chúng tôi xin tạm ngừng video này. Và các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự. Ở số điện thoại của Tiến Sự chuyên làm cây cũng như chuyên cài các bệ đá tiểu cảnh 0977 722 623. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.